hello mọi người, em toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Hôm nay em có một em bình của Sachima trận dấu cộng rất là đẹp luôn. Tình trạng bình lành tít. Dáng rất là độc lạ luôn. Bình này gọi là bình hút lọc dáng củ tỏi. Rất là ok luôn. Đây, mời tất cả quý anh chị và cô bác cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc bình này. Một em bình Sachima trận dấu cộng rất là sâu tuổi rồi. Men men dạn. Đây ở à, cổ này nó có một đôi chim miên ương nhé mọi người nhé Mời tất cả quý anh chị xem Thôi em xin phép là em đo kích thước xong rồi lát nữa em sẽ cho mọi người xem cái chuyện Để họa tiết của nó kỹ hơn Em đo kích thước trước Chiều cao của em này là 53,5 nhé mọi người nhé 53,5 để, để em đo cái vòng bụng Vòng bụng là 99 nhé mọi người nhé Đấy, Vòng bụng rất là to luôn 99 dáng rất là đẹp đúng không mọi người Đây, Để em nghiêng ra em đo cái miệng của nó các bác Đây mời các bác xem này Miệng của nó là 13,5 nhé mọi người nhé Men men dạng Đây. Rất là đẹp luôn hay mời các bác xem này men này Men quá là đẹp luôn Con này em thấy nước men rất là đẹp Đây chuyện úi xùi. cái chuyện ở đây mọi người chuyện nền đỏ chữ vàng nhé mọi người nhé rất là đẹp luôn dáng dáng cũng đẹp Đấy. bình men dạng rất là đẹp dạng theo thời gian đây mọi người này mời mọi người xem này nó dạng này ấy thấy chưa rất là ok luôn đây cổ nó chỉ hơn nắm tay em một chút thôi nhưng mà cái bụng nó to cái bình này nếu mà mình trưng ở nhà mình nó rất ý nghĩa nó mang lại tài lộc về nhà à, giữ lọc cho nhà bình hút lọc mà, mọi người mang tài lộc về nhà rất là may mắn một em bình uh, họa tiết nó Tuy nó không được nhiều nhưng mà nó lại rất là uh, ý nghĩa về mặt tinh thần Đấy, đây uh, có vẽ hoa này mọi người rất là đẹp họa tiết toàn bộ vẽ bằng tay nhé mọi người nhé chiều cao em xin phép nhắc lại uh, em nay chiều cao là 53,5 này bụng 99 rất là ok luôn triện mộc đầy đủ tình trạng lành tít à, quý anh chị nào mà ưng dám bình này uh, trước bình này thì quý anh chị cứ liên hệ với em toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé Thôi em toàn uh, xin phép và uh, kết thúc video đây, đây mọi người ơi mà mọi người mà thấy uh, yêu thương em bình này mà muốn mang tài lộc về nhà thì mọi người cứ liên hệ với em để dinh em bình này gọi là Dinh em tài lọc này về nhà nhé mọi người nhé. Thôi em xin chào tất cả mọi người.